chiến thắng sẽ đổi tại một làng sen xứ Nghệ. Muôn năm bất tử một con người có thật, mà cuộc đời lại gọi là một ông tiên. Chân đồng gì đẹp bằng sen, lá xanh muôn trắng lại trên nhụy vàng. Bác Hồ của chúng cháu đã sinh ra và lớn lên trong giai điệu dân ca ngọt ngào của đất nước, của người mẹ Việt Nam. Thank you.
sinh hòa truyền thống. Đâu rồi năm nước ơi, chạy lòng chỗ nhớ thanh mưa lệ, mà hồng cửu chung bỗng xẻo xuôi. Chỉ lúc đó, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, người trai làng Sen, rời tổ quốc ngày 5 tháng 6 năm 1911. Những ngày đầu nơi Paris, đường đường, rồi nạn tư khoa bút giá, đâu tự do, đâu nô lệ, đâu con đường cứu nước phải tìm đi. Trong đêm tối, khi nước Nga Lenin chỉ lối, sáng bừng lên ngọn đuốc chỉ đường. Tháng 10 năm 1930, bản nghị quyết về Cộng sản thanh niên vận động được đảng thông qua. Tháng 3 năm 1931, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2 vạch rõ. Lập tức, các đảng bộ phải mau mau tổ chức nhiều ủy viên tổ chức ra đoàn. Đội hậu bị của đảng đã hình thành ngày 26 tháng 3 năm 1931. Trở thành ngày khai sinh đoàn ta. Từ biên cuối đêm nhìn rừng núi to, giờ đoàn ta lại vang đôi tay người vì đại Hồ Chí Minh. Tâm ơn Hồ Bác như biết trời, tình người đóng trong tim ta trên đường chạy mãi. Vì đời nước ta ra đi xây đời hạnh phúc, cho mai sau có lòng mong ước của Bác Hồ. Đêm ngày hằng mong vì đất nước, năm 1929, Lý Tự Trọng về nước hoạt động. Anh đã bắn chết tên mật thám Pháp ngay trên đường phố Sài Gòn để bảo vệ đồng chí mình và trở thành tấm gương tiêu biểu cho tinh thần bất khuất với lời nói ngăn thép. Tôi hành động có suy nghĩ, tôi hiểu việc tôi làm. Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể là con đường nào khác. Lý Tự Trọng, người đoàn viên đầu tiên hiên ngang trước quân thù, lời của anh còn đó. Lý Tự Trọng hy sinh kiên cường giữa tuổi 17 để làm cho chúng ta đã tuyên ngôn bước chìm trên con đường cách mạng của các thế hệ trẻ Việt Nam. Muôn đời sau Lý Tự Trọng còn thương ngôi sao mai lấp lánh trên trời cao, hay người thanh niên đầy mơ ước đã chiến đấu cho tổ quốc. Anh đang ngã xuống cho chúng em hôm nay, đừng dậy khiên tiếng cuộc đời mới trên đất này. Thân anh đã bón cho lá cây thêm xanh, cho mùa xuân đến trên trời phong chim tung cánh. Vì dân, vì nước, Lý Tự Trọng người nêu gương sáng ngời, cùng vì cuộc sống mới, vì xã hội chủ nghĩa tiến lên theo anh suốt đời. Chính từ đảng, đoàn ta nghi phạm rằng những chàng trai mang trong mình sức đảm hiên ngang. Lý Tự Trọng, người thanh niên mở đường, võ thị sầu đẹp như mùa hoa lên thiên ma bất tử. Chính phúc thiên nga lời ăn trỗi hóa thành bão chiến công. Đất nước hôm nay chúng em thừa hưởng, nguyện suốt đời theo dấu cha anh. Ăn quả những người trồng cây, trong giây phút thiêng liêng này, có lẽ mỗi chúng ta đều cảm nhận sâu sắc tấm lòng yêu nước của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho độc lập, tự do mỗi tổ quốc. Mong các anh, các chị đỏ thắm từng con đường, góc phố, từng tấc đất, dòng sông, để hôm nay chúng em được hạnh phúc, ấm no. Chúng em xin hứa
lớn. Bao anh hùng thiếu nhi đã ngã xuống, viết nên những trang sử vàng chói lọi. Những người anh hùng đội viên đầu tiên, anh tin đồng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.